Công an tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ đăng ký xe, xử lý vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông cho công an cấp huyện và công an cấp xã. Trong đợt này, cán bộ chiến sĩ tham gia tập huấn được quán triệt quan điểm chỉ đạo của Bộ Công an và Cục Cảnh sát Giao thông về công tác nghiệp vụ của lực lượng cảnh sát giao thông trong tình hình mới, công tác phân cấp đăng ký xe và xử lý vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đối với công an cấp huyện và công an cấp xã. Một số nội dung cơ bản, điểm mới của Thông tư số 15-16 ngày 6 tháng 4 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về phân cấp đăng ký xe cho công an cấp huyện, công an cấp xã và công tác xử lý vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đối với công an cấp huyện và công an cấp xã, quy trình đăng ký xe và sử dụng phần mềm đăng ký xe, thực hiện dịch vụ công trên cổng thông tin điện tử quốc gia và Bộ Công an, thực hành sử dụng hệ thống phần mềm đăng ký quản lý xe ô tô, mô tô. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Bình, Phó Giám đốc Công an tỉnh, yêu cầu các đơn vị công an trong toàn tỉnh cần tập trung mọi nguồn lực, khẩn trương tổ chức đồng bộ, thống nhất, đúng mục đích yêu cầu về công tác đăng ký xe theo quy định của Bộ Công an, thành lập ngay trang Zalo đăng ký xe tỉnh Đắk Lắk để kết nối hướng dẫn kịp thời cho cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ đăng ký xe, đồng thời bố trí trụ sở phòng làm việc, nhân lực đảm bảo từ ngày 21 tháng 5 năm 2022, công an 95 xã trên địa bàn tỉnh phải tổ chức việc đăng ký xe mô tô cho người dân. Trước đó, ngày 10 tháng 5 năm 2022, Giám đốc Công an tỉnh đã ban hành quyết định về việc phân cấp đăng ký xe ô tô ở 14 đơn vị công an cấp huyện trừ thành phố Buôn Ma Thuột và phân cấp đăng ký xe mô tô ở 95 đơn vị công an cấp xã có đủ điều kiện được quy định tại Thông tư số 15 của Bộ Công an.